vụ cháy tại Trung Kính, khen thưởng 4 người hùng đập tường cứu nạn nhân. Ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy, Hà Nội khen thưởng đột xuất 4 công dân đã không quản hiểm nguy, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy nhà trọ ở ngõ 43 đường Trung Kính. Trước đó, rạng sáng 24 tháng 5, nhà trọ kết hợp kinh doanh, sửa chữa xe máy điện ở ngõ 43 đường Trung Kính xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện đám cháy, không quản hiểm nguy, anh Phạm Quốc Luật tỉnh Hà Tĩnh, là thợ nhôm kính, tối chạy xe công nghệ, liền chạy đi tìm thang, búa và dụng cụ cứu người. Cùng lúc này, anh Nguyễn Kim Long, là con chủ nhà nơi anh Luật thuê trọ lập tức lấy thang, búa để hỗ trợ. Mang thang đến nơi, các anh Đồng Văn Tuấn ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, và Hoàng Văn Tuấn ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cùng trèo lên bức tường. Sau đó, hai người kéo thang lên gờ của bức tường để tiếp cận cửa sổ tầng 2, nơi có người đang ở trong phòng. Tiếp đó, anh Hoàng Văn Tuấn giữ thang cho anh Đồng Văn Tuấn trèo lên cửa sổ, dùng búa tạ đập tường để cứu người mắc kẹt trong phòng. Vì thang che ngắn và người nhỏ nhắn nên lực búa đập tường của anh Đồng Văn Tuấn không được mạnh. Thấy vậy, anh Long cùng hiệp lực đưa thêm thang dây cho anh Hoàng Văn Tuấn để anh Đồng Văn Tuấn mắc vào cửa sổ trèo thêm lên, bám tay vào thang, tiếp tục dùng búa tạ đập tường. Sau đó, anh Đồng Văn Tuấn, anh Luật đã hợp lực thay nhau đập cho đến khi thủng bức tường, đủ để 4 người trong gia đình chủ nhà chui ra ngoài. Đồng thời, mọi người xung quanh cùng hỗ trợ đưa từng người xuống dưới. Tại buổi khen thưởng, Bí thư Đảng ủy phường Trung Hòa Trần Ánh Dương ghi nhận và trân trọng hành động dũng cảm của 4 công dân nêu trên. Đồng thời khẳng định, việc khẩn trương đến hiện trường, tổ chức cứu các nạn nhân thoát khỏi đám cháy thể hiện sự kịp thời, mưu trí, dũng cảm, không ngại nguy hiểm của các công dân. Đây là tấm gương lớn cho tất cả mọi người cùng học tập. Đại diện quận Cầu Giấy cho biết, ngoài việc tổ chức khen thưởng 4 công dân nói trên, Ủy ban Nhân dân quận đang tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen.